Thứ kia dù sao cũng chỉ là một đòn thăm dò của con cá mập vườn kia mà thôi. Vừa lúc không trung này, hắn trở thành đồ ăn ở trong nháy mắt của bầy ma hồn đại bạch xà. Đúng như Đường Vũ Lân dự đoán, đối với đồ ăn ngon miệng, vạn liên ma hồn đại bạch xà không thể nào đem hắn tặng cho những con cá mập khác. Vì lẽ đó, nó há to miệng vào lên trên, cắn về phía của Đường Vũ Lân, bất kể là nuốt chửng hay là cắn nát, đều ở bên trong kế hoạch của Đường Vũ Lân. Kim Long bá thể ngay khi ở trong thời gian mấu chốt này cuối cùng cũng được kích phát ra. Ở trong biển rồng, Kim Long bá thể kỳ thực có một bị suy yếu. Bởi vì hầu như thủ đoạn công kích của hết thảy hải hồn thú đều là cự ly xa, Kim Long bá thể chỉ có ở khoảng cách gần mới có thể kích thích ra được uy lực cường hãn nhất. Vì lẽ đó, Đường Vũ Lân đánh cuộc, đánh cường vạn liên ma hồn đại bạch xà sẽ đến nuốt sống chính mình. Hắn thành công rồi. Dựa vào lần thứ nhất tỏ ra ở yếu thế, hắn trở thành đồ ăn ở trong nháy mắt của vạn liên ma hồn đại bạch xà. Mà Kim Long bá thể cũng đúng như vậy mà phán đoán, vẫn có thể gánh vác được cú táp kinh khủng kia của ma hồn đại bạch xà. Thể phách của Đường Vũ Lân và sự phòng ngự của Hoàng Kim Long Thể đều rất cường hãn. Ở trạng thái bá thể, sức phòng ngự còn tăng lên dữ dội, coi như là vạn liên ma hồn đại bạch xà toàn lực cắn nuốt cũng không thể nào ngay lập tức là cắn đứt thân thể của hắn. Kim Long Khổng Trào tự nhiên là không khách khí mà chút nào, nhắm ngay yết hầu của vạn liên ma hồn đại bạch xà mà đánh tới. Sinh vật dù mạnh mẽ đến đâu, ở bên trong thân thể đều là chỗ yếu ớt nhất của nó. Vạn liên ma hồn đại bạch xà cũng không ngoại lệ. Kết quả sau đó có thể tưởng tượng được. Đứng ở trên lưng của vạn liên ma hồn đại bạch xà, xương cốt toàn thân của hắn phảng phất như tan vỡ, vô cùng đau nhức. Đặc biệt là một khoảng khắc từ lúc bị cắn kia, tuy rằng có Kim Long bá thể chống chói, nhưng phần eo của Đường Vũ Lân lúc này vẫn có cảm giác đau đớn như muốn gãy lìa. Nhưng mà vậy thì đã làm thế nào đây? Kẻ sống sót vẫn chính là mình. Hắn vẫn như trước không nhịn được, ngửa mặt lên trên trời thét xài đầy hứng phấn. Mạch máu ở trong người sôi trào, điên cuồng lưu chuyển khôi phục vết thương mà hắn phải chịu đựng. Thế nhưng mà sau một khắc, âm thanh của Đường Vũ Lân đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở phía xa xa, bầy ma hồn đại bạch xà chỉ dừng lại một chút, lại lập tức điên cuồng nhào tới. Chuyện này so với lý thuyết hình như là sai. Thủ lĩnh của hồn thú đã bị đánh giết, tại sao những con khác không cháy? Lẽ nào chúng nó không sợ chết hay sao? Vẻ mặt của Đường Vũ Lân lúc này có một chút cứng đờ. Tình hình ở phía trước mắt này so với phán đoán của hắn thật sự là có hơi là khăn khác. Đối với hắn, thứ uy hiếp to lớn nhất và là vạn liên ma hồn đại bạch xà đã bị đánh chết. Như vậy, những con ma hồn đại bạch xà khác không phải là trước tiên lên đào tẩu hay sao? Đây là thiên tính đấy, nhưng mà thiên tính của ma hồn đại bạch xà so với hắn tưởng tượng rõ ràng có một chút khác biệt. Làm sao bây giờ? Trên mặt của Đường Vũ Lân lúc này có một chút xạ ra. Đối mặt với một bầy thiên liên ma hồn đại bạch xà đông đảo kia, hắn thật sự là có một chút choáng váng. Đừng thấy hắn giết chết vạn liên ma hồn đại bạch xà nhìn như rất thuận lợi, nhưng mà gánh chịu một đợt công kích mãnh liệt như vậy, hơn nữa còn bùng lổ sau đó, thể năng hồn lực của hắn đều là tiêu hao rất nhiều. Hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa tới 1/3 trạng thái đỉnh cao, mà từ hắn phải đối mặt là hơn 40 con thiên liên ma hồn đại bạch xà đấy. Hắn có thể gánh vác được sao? Đáp án không thể nghi ngờ là không. Một lần nữa bay vào trên không trung, trên mặt của mục xá toát ra một ý cười ở trên sự đau khổ của người khác, tự nhủ: tiểu tử thối, ngươi cho rằng đây là ở trên mặt đất hay sao? Sự khát máu của ma hồn đại bạch xà không phải là nói chơi. Ở trong mắt của chúng chỉ có đồ ăn tăng lên thực lực của chính mình, dù cho là đồng loại cũng không ngoại lệ. Thi thể của vạn liên ma hồn đại bạch xà đối với chúng nó có sức hấp dẫn rất to lớn. Làm sao có khả năng cứ như vậy mà đào tẩu, buông thà người đấy? E rằng ngươi không biết được phần bản năng này của bọn nó rồi. Đường Vũ Lân đúng là không biết, và hắn cũng không cách nào khôi phục lại tinh thần, vẫn như thể ngu người tại chỗ, bởi vì bầy ma hồn đại bạch xà này đã tới rất gần rồi. Một luồng ánh sáng trắng từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới, không thể tránh khỏi. Đường Vũ Lân lúc này thoạt tiên đưa ra phán đoán chính xác nhất, hắn thả lòng người nhảy một cái, một lần nữa chui tọt vào bên trong sống lưng của vạn liên ma hồn đại bạch xà, đồng thời cuộn tròn cơ thể của mình lại. Ầm một tiếng, vô số tiếng ầm ầm vang lên, thi thể của vạn liên ma hồn đại bạch xà bị oanh kích tan nát. Thế nhưng mà coi như là thi thể, vẫn là tồn tại đã tù luyện cả vạn năm rồi đấy, sự phòng ngự vẫn là tương đối cường hãn. Đường Vũ Lân trực tiếp bị bắn rơi xuống nước, nhưng mà lực trùng kích lại là phải gánh chịu là có hạn. Nhóm lớn thiên liên ma hồn đại bạch xà ùa lên, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện ra cũng không phải tất cả đều hướng về chính mình. Không ít thiên liên ma hồn đại bạch xà lại là nhắm vào những thần thi thể kia bị phá nát. Mẹ nó, ngay cả lão đại cũng đều ăn được. Đường Vũ Lân lúc này vốn luôn táo nhã để lộ ra, cũng không nhịn được phằng tục ở trong lòng. Đám này vẫn đúng không hổ là xúc sinh mà. Đường Vũ Lân cuối cùng cũng coi như hiểu rõ được bản tính của nó.
Vì vậy lúc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã như vậy thứ mình phải đối mặt cũng sẽ không phải là toàn bộ bầy thiên liên ma hồn đại bạch xa kia. Từng cây lam ngân thảo nhanh chóng được thả ra bên ngoài, dùng sức ép về phía dưới một chút, mang theo thân thể của hắn bay lên trên trời, nhất định phải rời xa thi thể của vạn liên ma hồn đại bạch xa bên này, mình mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Lam ngân thảo đánh thẳng xuống mặt biển, mang theo hắn hướng về phía phương xa chạy trốn. Lúc này ở trong biển sóng đã hoàn toàn đỏ ngầu, tất cả lam ngân thảo đường vũ lân thả ra đều nhiễm phải máu tươi của vạn liên ma hồn đại bạch xa. Mặt ở bên trên màu xanh làm óng ánh long lanh, bị một tầng đỏ như máu bám vào, ở bên trong ánh trăng chiếu sói, rực lên một vẻ đẹp yếu xí. Phía trước, một con ma hồn đại bạch xà vọt lên truy sát hắn, tay phải của đường vũ lần lúc này đưa ra, một luồng hào quang màu bạc từ trong tay của hắn bắn ra, ngân quang lập tức được một dây lam ngân thảo cuốn lấy. Âm một tiếng là đánh thẳng vào sợ đầu ma hồn đại bạch xa, sức mạnh cường hãn trực tiếp một lần nữa đập phăng con cá mập xuống dưới biển. Đường vũ lân lúc này lùi kéo lam ngân thảo, thu hồi lại linh đoán trầm ngân trì của chính mình. Cùng lúc đó thân hình của hắn lóe sáng, mũi chân đều nhẹ một cái lên trên mặt biển, dây leo một lần nữa oanh kích vào biển cá, đẩy hắn lên trên phía trên. Đúng vào lúc này, một vòng gợn sóng quỷ dị đột nhiên từ dưới mặt biển bắn lên, tiếp đó mấy chục cột nước dựng thẳng lên trên trời. Gợn sóng kinh va chạm vào cơ thể của đường vũ lân, lấy thời điểm khiến cho thân thể của hắn cứng đờ, dòng máu ở trong cơ thể giống như cũng nhẹ nhàng rung động theo gợn sóng kia vậy. Huyết thống chịu ảnh hưởng, thân thể đương nhiên cứng ngắc, thậm chí ngay cả lớp kim lân do hoàng kim long thể tạo ra cũng đều bị thu hồi trở lại. Không tốt rồi, trong lòng của đường vũ lân lúc này mới vừa dâng lên cái ý niệm này, thân thể của hắn liền bị một luồng vòi rồng cực kỳ to lớn cường hãn xung kích văng lên trên trời. Ma hồn đại bạch xà chính là bá chủ của biển cá, đây không phải là nói chơi. Thứ hắn vừa phải chịu đựng chính là ma hồn sóng gần, tuyệt chiêu do mấy con thiên liên ma hồn đại bạch xà kia đồng thời phóng thích. Thời điểm khi mà đi săn trong đại dương, ma hồn sóng gợn của ma hồn đại bạch xà có thể làm cho con mồi ở trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, sau đó sẽ bị nuốt chửng. Lại nói vận khí của đường phụ lân quả thực không tệ, nếu như lúc trước không phải là còn vạn liên ma hồn đại bạch xà kia cho rằng hắn đã mất đi sự phản kháng cự ngay là lần được công kích đầu tiên, chỉ cần nó cho nó liếm thử ma hồn sóng gợn bằng tu vi vạn năm của nó, đường phụ lân trực tiếp cũng là bị quỳ gối xuống. Đương nhiên nếu như vậy, mục gia cũng tuyệt đối là có đủ thời gian cứu viện đường vũ lân. Thân thể bị va chạm, đường vũ lân không chịu được một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế sò vạn liến ma hồn đại bạch xà mang đến lúc trước, thật vất vả mới đè xuống được. Lần thứ hai bạo phát, ngũ tạng như thiêu đốt, khí huyết điên cuồng phun trào, không thể nào khống chế. Nguy cơ chí mạng cuối cùng cũng đã đến. Một con thiên liên ma hồn đại bạch xà có thể hình to lớn hơn những con khác vài phần đã chờ sẵn ở phía dưới. Mắt thấy đường vũ lân từ trên trời giáng xuống, nó đột nhiên nhảy vút lên trên, mở to miệng phun thẳng một luồng ma hồn sóng gợn bao trùm lấy đường vũ lân, đồng thời cũng nhắm về phía hắn mà cắn nuốt. Đường vũ lân cắn chặt hàm răng, thừa dịp trước khi mà đợt ma hồn gợn sóng thứ hai tiếp cận, từng vòng lam ngân thảo điên cuồng quấn quanh, tạo thành một tầng lá chắn dày đặc bao phủ toàn bộ cơ thể của mình. Huyết thống không cách nào điều động, thứ hiện tại hắn có thể dựa vào cũng chỉ có võ hồn của chính mình mà thôi. Sóng gợn giáng lâm, cơ thể của đường vũ lân lúc này một lần nữa cứng đờ, nhưng lam ngân thảo vẫn như cũ kiên cường che chắn cho toàn bộ thân thể của hắn, hóa thành một cái kén lớn màu xanh lam. Hy vọng duy nhất của đường vũ lân chính là thời điểm mình bị đối phương cắn một cái sẽ không bị cắn chết ngay, chỉ cần có cơ hội để cho hắn một lần nữa khống chế được huyết mạch lực lượng, hắn sẽ có khả năng sống sót. Tạp một tiếng, ma hồn đại bạch xà lúc này tắp thẳng một cái vào chiếc kén lớn màu xanh kia. Sức mạnh khủng bố của cú táp này tạo ra một sức nghiền ép to lớn. Tầng ngoài của lam ngân thảo liên tục gãy vỡ. Trên mỗi một nhánh lam ngân thảo lúc này đều lập lòe ánh sáng màu lam chói mắt. Tuy vậy, chung quy chúng vẫn chỉ là lam ngân thảo. Chung quy không cách nào thật sự ngăn cản được hàm răng nhọn của ma hồn đại bạch xà. Răng nhọn là vũ khí kinh khủng nhất của cá mập. Ma hồn đại bạch xà này đương nhiên cũng đã như vậy. Áp lực khủng bố khiến cho đường vũ lân có thể nghe được rõ ràng từng tiếng răng rắc khi mà xương cốt của mình bị nghiền ép. Huyết mạch vốn cuồn cuộn bỗng nhiên đông đặc lại, có lẽ là bởi vì bị đè ép mà lúc này khí huyết không thông. Sức ép to lớn khiến cho đường vũ lân lúc này cảm thấy máu dồn lên não, toàn thân đỏ rực màu máu bầm bất thường. Con thiên liên ma hồn đại bạch xà này dùng toàn lực cắn vậy mà cũng không thể nào nghiền nát được đồ ăn trong miệng.
khiến nó cực kỳ phẫn nộ. Cái miệng rộng một lần nữa mở ra, lại một lần nữa táp xuống. Lần này thì Đường Vũ Lân dù như thế nào cũng không kiên trì được. Mục Giang thở dài một tiếng, thân ảnh của ông đã đến bên người của con ma hồn đại bạch gia này, nắm tay phải giơ lên định đánh thẳng xuống đầu của nó. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ông đột nhiên nhìn thấy từng luồng ánh sáng làm phà sẵn lấy hoàng kim đột nhiên sáng lên từ trong lớp làm ngân thảo đang bao phủ lấy thân thể của Đường Vũ Lân. Tiểu tử này còn có hậu chiêu sao? Mục Giã nhất thời chờ một chút, đây là chờ cơ hội kích phát cuối cùng. Chỉ cần còn có khả năng, ông đều sẽ không can dự. Bởi vì một khi kết thúc, liền mang ý nghĩa rằng Đường Vũ Lân không cách nào thực sự trở thành một thành viên của bản Thể Tông, không cách nào chân chính nắm giữ năng lực của bản Thể Tông. Táp một phát, lần thứ hai cắn xuống. Thế nhưng mà không hề như dự liệu, là cắn nát đám làm ngân thảo, ánh sáng làm phà lẫn hoàng kim kia đột nhiên trở lên cực kỳ óng ánh, thậm chí còn chiếu rọi sáng rực cả một vùng biển. Thân thể của con thiên liên ma hồn đại bạch xà kia giống như cứng đờ một thoáng. Tiếp đó thì Mục Giáo liền nhìn thấy ở bên trong chiếc kén lớn màu hoàng lam kia, từng cây lam ngân thảo đột nhiên điên cuồng sục sôi, chúng nó cấp tốc chui vào bên trong thân thể của con ma hồn đại bạch xà, rồi nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Một luồng khí tức khó có thể hình dung được mau chóng bắn ra phía bên ngoài, đó là hơi thở sự sống cực kỳ lồng đậm, dù cho là ở trong biển rộng này cũng vẫn như trước vô cùng lồng đậm. Từng cây lam ngân thảo chui vào bên trong biển cá, nước biển dập dờn, màu máu đỏ trong biển nhanh chóng chui ra, một lần nữa biến thành trong suốt, mà hào quang màu hoàng lam ở trong gió lam ngân thảo tỏa ra, càng lúc càng tạo ra những quần sáng chói lọi sáng ngời. Ánh sáng lóa mắt khiến cho cả một vùng biển trở nên sáng rực, kim xinh đẹp lộng lẫy. Ken lớn tránh thoát ra khỏi cái miệng rộng của thiên liên ma hồn đại bạch xa, mà con cá mập trắng kia cũng bị lam ngân thảo đánh bay ra bên ngoài, nhưng cũng không hề bị trọng thương.